Điệp Tuvi TV xin mến chào quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn cùng Điệp Tuvi TV hôm nay xem máy xúc BC350 Komatsu múc đất lên xe ô tô tải của Volvo. Xin mời các bạn cùng xem. Đây là một con xe, một con máy xúc rất là khỏe. Cầu múc của nó là 1,2 khối, nó tương đương 12,4 tấn một cầu đầy. Con xe hổ vồ này là trọng tải của nó là hơn 9 tấn. Chở cho các công trình xây dựng công trường và cũng như là những cái công trình có liên quan đến bốc xúc vận chuyển đất đá rất là thuận tiện. Vừa rồi các bạn đã cùng Điệp Tuvi TV xem và trải nghiệm máy xúc Komatsu BC350 múc đất lên xe ô tô tải của Volvo. Cảm ơn các bạn đã xem video và theo dõi kênh của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.